Hiện nay, để phục vụ cho mưu đồ bá chủ của mình, Trung Quốc gây sức ép lên Nga về quan hệ với Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Mối quan hệ Việt-Nga-Trung đang ở trong một giai đoạn nhiều thử thách. Chiến tranh Ukraine khiến không chỉ Việt Nam mà rất nhiều quốc gia khác không thể ủng hộ quá mạnh cho Moscow mà chỉ giữ thế trung lập. Trong khi đó, việc Nga phải phụ thuộc nhiều hơn vào kinh tế Trung Quốc khiến nước này ở một thế yếu hơn trong việc bảo vệ các nước ở Biển Đông trước sức ép từ Bắc Kinh. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu từ Hà Nội cho biết, đến năm 2017, đã có ít nhất 3 lần Trung Quốc hỏi Nga về các dự án khai thác dầu và khí mà Nga làm với Việt Nam. Theo đó, sự leo thang căng thẳng năm 2019 ở gần bãi Tư Chính vừa là gây sức ép lên Nga lẫn Việt Nam. Ông Hợp nhấn mạnh, từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023, theo nguồn AMTI, Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á và các nguồn khác, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần tiến gần, có lúc rất gần các điểm khai thác khí đốt do Zarubezhneft điều hành. Đây là một bước leo thang mới tạo rủi ro xung đột cao chưa từng có của Trung Quốc, vì chưa bao giờ tàu hải cảnh Trung Quốc đến gần khu vực khai thác khí đốt do Zarubezhneft điều hành ở gần bãi Tư Chính như thế. Nga chống lại sức ép của Trung Quốc. Hôm 6 tháng 4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển của Việt Nam. Cùng thời điểm này, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đến Việt Nam 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4, để đồng chủ trì khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về Hợp tác Kinh tế Thương mại và Khoa học Kỹ thuật. Trong đó có các dự án hợp tác khai thác dầu khí cùng với Việt Nam ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Trang thông tin chính phủ nêu, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Chernyshenko khẳng định, Chính phủ Liên bang Nga coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của mình tại khu vực. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng, có một khả năng thực tế là Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng các dự án khai thác dầu khí theo kế hoạch có từ trước và kế hoạch mới. Chỉ cần quan sát các vụ tàu hải cảnh Trung Quốc vào gần khu khai thác, đã thấy rõ phía Việt Nam đã kiên quyết ngăn chặn và đẩy các tàu đó ra xa với các thao tác chuyên nghiệp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Nga tấn công xâm lược Ukraine đã ảnh hưởng đến kế hoạch hiện đại hóa quân sự và mua vũ khí trong tương lai của Việt Nam, khiến Hà Nội phải đa dạng nguồn cung và tránh lệ thuộc vào Nga, vốn chiếm 80% đơn đặt hàng quân sự của Việt Nam. Giáo sư Can Thayer nhận định, trong năm qua, Việt Nam đã tạm dừng mua sắm vũ khí trong khi đánh giá lại môi trường địa chiến lược của mình vì Nga không có khả năng đáp ứng các cam kết trong hợp đồng quốc phòng do nhúng sâu vào cuộc chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng e ngại nguy cơ bị phương Tây hay Mỹ áp lệnh trừng phạt thứ cấp khi mua số lượng lớn vũ khí từ Nga. Ông Hợp nêu ý kiến, quan hệ hai nước Việt-Nga không giảm mức độ hữu nghị và hợp tác dù Việt Nam tìm các nguồn cung cấp vũ khí khác. Việt Nam có chiến lược trung hạn về công nghệ, công nghiệp quốc phòng để sau năm 2030, Việt Nam có thể tự sản xuất phần lớn các loại vũ khí, thiết bị quân sự cho quân đội Việt Nam. Giáo sư Can Thayer nói rằng, trước cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã chống lại sức ép của Trung Quốc để giới hạn các hoạt động khai thác dầu của Rosneft trong vùng gần bãi Tư Chính. Tuy nhiên, áp lực từ Trung Quốc đã khiến Rosneft rút lui, những quyền lợi của Rosneft đã được Zarubezhneft tiếp nhận. Hiện nay, còn phải chờ xem các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực này có dẫn đến việc Nga ngừng hoạt động hay không. Zarubezhneft hoạt động tại Lô Tuna ở vùng biển của Indonesia muốn xây dựng một đường ống dẫn dầu đến Việt Nam. Khi mà Việt Nam và Indonesia hiện đã đạt được thỏa thuận về ranh giới biển của họ, Trung Quốc có khả năng sẽ hành động để khẳng định quyền chủ quyền của mình, theo ông Can Thayer. Và nếu Trung Quốc mạnh tay, ông Theo dự đoán Việt Nam có khả năng sẽ làm theo tiền lệ đã đặt ra trong năm 2017 và 2018 bằng cách ra lệnh cho các công ty và nhà thầu nước ngoài ngừng các hoạt động của họ. Tiến sĩ Hợp thì khẳng định, về vấn đề chủ quyền biển đảo, Việt Nam chưa từng nhượng bộ Trung Quốc. Ông lấy ví dụ việc Việt Nam nêu đích danh tàu Hải Dương Địa chất 4 của Trung Quốc, cũng như điều tàu kiểm ngư để giám sát, rượt đuổi và chặn đầu tàu Trung Quốc. Trước đó, năm 2018, Việt Nam gửi thư đến Liên Hiệp Quốc phản đối Trung Quốc. Năm 2014, bằng mọi cách,
Việt Nam làm cho Trung Quốc phải rút giàn khoan HD981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ông Hợp dự đoán, trong trường hợp dự án đường ống dẫn dầu đến Việt Nam chính thức được công bố và khởi động, Trung Quốc sẽ phản ứng bằng cách đẩy mạnh chiến thuật vùng xám nhằm ngăn cản dự án của Nga, Indonesia và Việt Nam. Khi đó có rủi ro xung đột sẽ cao hơn nữa, và nếu không quản trị tốt, trong trường hợp xấu nhất, có thể xảy ra đụng độ bằng vũ khí sát thương. Chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Chiến thuật vùng xám là một kiểu chiến tranh phi quân sự được Trung Quốc sử dụng để mở rộng lãnh thổ và tăng cường ảnh hưởng đối với các khu vực biển tranh chấp và các lãnh thổ của các quốc gia láng giềng của Trung Quốc. Theo chiến lược này, Trung Quốc sử dụng các phương tiện phi quân sự như tàu cá, tàu buôn, tàu khảo sát, các tàu cứu trợ, du lịch, trang trại bè để thâm nhập vào các vùng biển tranh chấp. Ngoài ra, thì Trung Quốc cũng tạo ra các đơn vị tổ chức bí mật để thu thập thông tin và làm tăng sức ép đối với các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, Trung Quốc cũng triển khai chiến thuật vùng xám trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam được các chuyên gia tóm tắt như sau. Thăm dò dầu khí. Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động thăm dò dầu khí trong EEZ của Việt Nam mà Việt Nam tuyên bố là lãnh thổ có chủ quyền của mình. Tàu Trung Quốc đã nhiều lần đi vào vùng biển Việt Nam để tiến hành các hoạt động thăm dò, dẫn đến tình trạng bế tắc căng thẳng giữa hai nước. Can thiệp vào các dự án năng lượng của Việt Nam. Trung Quốc đã bị cáo buộc can thiệp vào các dự án năng lượng của Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm cả việc hủy bỏ một dự án khoan dầu lớn vào năm 2017. Các tàu Trung Quốc cũng đã được báo cáo là có liên quan đến việc quấy rối và đe dọa các tàu Việt Nam tham gia thăm dò năng lượng trong khu vực. Dân quân biển. Lực lượng dân quân biển của Trung Quốc đã hoạt động ở Biển Đông, bao gồm cả EEZ của Việt Nam. Các tàu dân quân này thường hoạt động với số lượng lớn và có thể được sử dụng để đe dọa tàu của các nước khác hoặc phong tỏa các vùng lãnh thổ tranh chấp. Tàu thực thi pháp luật. Trung Quốc đã gửi tàu bảo vệ bờ biển và các tàu bán quân sự khác để thực thi các yêu cầu của mình trong EEZ của Việt Nam. Các tàu này đã tham gia vào một số vụ quấy rối và đe dọa các tàu Việt Nam hoạt động trong vùng biển của họ. Xây dựng đảo nhân tạo. Trung Quốc đã xây dựng một số đảo nhân tạo ở Biển Đông, bao gồm cả trong EEZ của Việt Nam. Những hòn đảo này đóng vai trò là căn cứ quân sự và dân sự, cho phép Trung Quốc thể hiện sức mạnh và kiểm soát của mình trên một khu vực rộng lớn hơn. Công sự quân sự. Ngoài việc xây dựng đảo nhân tạo, Trung Quốc cũng đã củng cố các vị trí quân sự của mình ở Biển Đông, bao gồm cả trong EEZ của Việt Nam. Điều này liên quan đến việc triển khai các hệ thống tên lửa, radar và các thiết bị quân sự khác. Điều này đã làm dấy lên lo ngại giữa các nước láng giềng về khả năng xung đột và gây bất ổn. Áp lực ngoại giao. Trung Quốc đã sử dụng đòn bẩy kinh tế và ngoại giao của mình để cô lập và làm suy yếu các yêu sách của Việt Nam ở Biển Đông. Trung Quốc đã xây dựng liên minh với các nước khác trong khu vực và sử dụng ảnh hưởng kinh tế của mình để thuyết phục họ ủng hộ lập trường của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường hoạt động không gian mạng như đánh cắp thông tin nhạy cảm từ mạng chính phủ và quân đội của các quốc gia khác, hoặc sử dụng các cuộc tấn công mạng để làm gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng của các quốc gia khác. Nhìn chung thì chiến thuật vùng xám của Trung Quốc trong EEZ của Việt Nam được thiết kế để khẳng định sự thống trị của mình trong vùng biển tranh chấp mà không cần dùng đến lực lượng quân sự truyền thống. Chiến lược đối ngoại của Việt Nam. Căng thẳng trên Biển Đông gia tăng trong những tháng gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc, khi Bắc Kinh ngày càng có những hành động khẳng định quyết đoán trong vùng đặc quyền EEZ của các nước láng giềng. Một tàu nghiên cứu của Trung Quốc được hộ tống bởi lực lượng tuần duyên và gần chục tàu thuyền ngày 10 tháng 5 đi vào một lô dầu khí đang được vận hành bởi các công ty nhà nước của Nga và Việt Nam. Trước đó, vào tháng 3, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền từ tổ chức phi chính phủ SCSCI, tức Dự án Đại sự ký Biển Đông, tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến thẳng tới các lô thăm dò dầu khí do các công ty Nga điều hành hoặc sở hữu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khoảng 40 lần kể từ tháng 12 năm 2022. Tiến sĩ Huỳnh Tâm Sáng nhận định, khi Việt Nam đang cố gắng duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc và Nga, thì việc đưa tin về các hoạt động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông có thể tạo áp lực vô hình lên phía Nga.
Nga hiện có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Song vào năm ngoái, lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng đã tuyên bố mối quan hệ Nga-Trung là không giới hạn và cam kết ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế. Hơn nữa, vào thời điểm này, với Hà Nội, buộc Nga phải ủng hộ Việt Nam và lên án Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông không phải là lựa chọn khôn ngoan. Còn tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải lại có một góc nhìn khác. Dù Nga đang phụ thuộc vào Trung Quốc vì cuộc chiến ở Ukraine, nhưng Nga cũng không dễ để Trung Quốc xỏ mũi trong mọi vấn đề. Cuộc chiến do Nga phát động thì cũng sẽ do Nga chấm dứt. Việc làm lành với phương Tây vẫn nằm trong tay Nga, chứ không phải do Trung Quốc quyết định. Và các nước phương Tây đã nói sẵn sàng quan hệ bình thường lại với Nga nếu Nga chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Ukraine. Vì thế, nếu Trung Quốc làm gì đó quá với Nga, thì Nga vẫn có thể phản ứng lại với Trung Quốc. Nga là một nước lớn, một cường quốc chứ không phải là một nước nhỏ. Có thể Nga sẽ không phản ứng gì nếu Trung Quốc đụng đến lô dầu khí không liên quan đến lợi ích của Nga, nhưng đụng đến nơi có lợi ích của Nga thì Nga không đơn thuần là im lặng làm ngơ. Hơn nữa, Nga vẫn cần Việt Nam để có vị trí ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và ngay bên sườn của Trung Quốc. Trong khi đó, thì nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho rằng Việt Nam đang phân vân đứng giữa hai dòng nước, chọn lấy một dòng hay để nước trôi vì nguồn vũ khí đang phụ thuộc rất nặng nề vào phía Nga đến hơn 60%. Nếu làm phật ý Nga thì Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Việt Nam rất khó tiếp cận với nguồn vũ khí tiên tiến của Mỹ, phương Tây, cho dù là của Israel. Việt Nam không thể tách rời Moscow để đi theo Washington, Bắc Kinh, Tokyo, v.v. mà phải chọn một vị trí thuận lợi nhất trong điều kiện của mình. Chính sách ngoại giao của Việt Nam hiện nay theo tôi không phải là ngoại giao cây tre, mà phải nói chiến lược ngoại giao là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Mỹ và phương Tây muốn Việt Nam có một thái độ dứt khoát, rõ ràng trong vấn đề đối với Trung Quốc và Nga. Nhưng nếu Việt Nam chọn bên thì ai sẽ bảo vệ cho Việt Nam trong mối quan hệ đan xen giữa các cường quốc, ông Kim Phúc nói. Nền ngoại giao cân bằng của Việt Nam được các chuyên gia nhận định là nền ngoại giao vì lợi ích quốc gia dân tộc nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải bình luận, tôi cho rằng Việt Nam là một nước nhỏ và sự ảnh hưởng chưa nhiều, nên cách tiếp cận ngoại giao cân bằng là phù hợp. Ngay từ đầu, tôi vẫn cho rằng Việt Nam đã thể hiện sự không hài lòng với hành động chiến tranh của Nga, nhưng ở vị thế của Việt Nam cũng không thể làm gì hơn, nhất là khi Việt Nam còn phụ thuộc Nga về nhiều thứ. Vì vậy, Việt Nam vẫn giữ quan hệ bình thường với cả Nga và Ukraine là như vậy. Cuộc gặp ngắn của Thủ tướng Việt Nam với Tổng thống Ukraine ở Nhật Bản là một minh chứng cho quan hệ bình thường đó. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 191 trên 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, trong đó còn có quan hệ chiến lược và mang bản chất chiến lược với cả 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an bao gồm cả Mỹ, Nga và Trung Quốc. Vì thế, Việt Nam sẽ cân nhắc rất kỹ trong các vấn đề đối ngoại và việc không chọn phe cũng phản ánh tư tưởng chủ đạo của giới lãnh đạo Việt Nam. Và đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Nếu yêu thích video, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh như một hình thức ủng hộ đơn giản nhất dành cho ekip. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.